với xin chào tất cả mọi người. Đây là lần đầu tiên mà Gula review có loa sách tay mà theo kiểu review chạy mọi người. Review chạy là sao? Gần mưa rồi mọi người thấy nó mưa này. Đó nên là ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người những thông tin chi tiết, ngắn gọn và xúc tích nhất của chiếc loa này nhé. Bắt đầu. Nếu có ai hỏi mình là dòng loa karaoke sách tay nào của hãng Casio gọi là đáng đồng tiền bát gạo nhất thì mình trả lời ngay cho mọi người luôn, Casio KC135. Lý do vì sao? Dòng loa này là một dòng loa giá chỉ dưới 3 triệu thôi mọi người, nhưng mà nó có cho là đầy đủ những cái như sau mọi người. Đầu tiên là một cái loa sách tay bọc da mặt lưới vải như thế này, và những chức năng đầy đủ tính năng như sau: âm lượng micro, echo và reverb luôn, có chức năng bass boost, có chức năng đá bluetooth luôn mọi người, và kèm theo đó là một cặp micro không dây rất đẹp như thế này. Đi kèm với loa là một chiếc túi rất là nhỏ gọn như thế này mọi người, có mút chống sóc để chúng ta có thể dễ dàng đem đi. Những đợt sau này thì hãng Casio họ sẽ may túi màu đen mọi người nhé, và có quai đeo, và có cho chúng ta một cặp tay sách ở đây. Ở bên đây thì nó có theo logo thương hiệu màu vàng, ở trên nó là màu đỏ mọi người ha. Cái này chúng ta có thể ngoài sách loa chúng ta có thể sách đồ, ở mặt trước ta có thể bỏ micro được mọi người nhé. Đối với dòng loa này thì chúng ta có thể xài được hầu hết những nơi trên thế giới, ví dụ như ở Mỹ, châu Âu, ở Nhật đều được, tại vì có nguồn điện là AutoVol, những cái loa xài bằng nguồn adapter thì nó sẽ chuyển qua đây là điện một chiều mọi người nha. Với cân nặng thì khoảng 6kg thì rất là dễ dàng để chúng ta có thể đem đi mọi người, chúng ta bỏ túi để chúng ta đem đi chơi xa mọi người ha. Một điều mình ưng ý nhất ở chiếc loa này đó là pin của nó mọi người, pin của nó là 12V 6Ah, có thể nó là 12V nhân 6 bằng 72W cũng tương đối lớn, rất là lớn so với kích thước và công suất của loa này, nên là sử dụng hoàn toàn rất là lâu, có thể là lâu hơn những dòng loa trước, dòng loa lớn của nó mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ test thử cái âm thanh cho mọi người xem nhé. Hiện tại nó cũng tương đối mưa rồi, mọi nghe thử, nó đang mưa nè, mình thấy không? Đó, rồi mình sẽ test nhạc cho mọi người xem thử nhé. Hiện tại thì trời cũng mưa nhưng mà mình ra khung cảnh này mình rất là tiếc nếu mà không quay được cho mọi người, nên mình cũng review cho nó xong video luôn mọi người nhé, để mọi người cập nhật hết đầy đủ thông tin của chiếc loa này. Dòng loa này thì ưu điểm của nó tiếng mic tương đối lớn nè mọi người, và đầy đủ echo reverb. Về bộ micro của dòng loa Casio KC135 chúng ta có thể xem về phần ngoại hình mọi người nè, nó đầy đủ những tính năng giảm hú, tự động tắt của những cái bộ micro trước, nhưng mà ngoại hình nó khác mọi người nè. Đây, bộ micro của loa giá mềm hơn mà tương đối đẹp đó mọi người, có thể là sẽ nhiều người còn thích hơn bộ micro trước mọi người, màu đen. Đấy, chúng ta sờ thử mọi người nè. Ở đây nước nãy giờ nè, tương đối là bóng, nó không bị bám vân tay mọi người ha. Ở trên nó màu bạc. Rồi nó có những tính năng là có thể giảm hú được mọi người nè. Mình sẽ nói rõ cho mọi người về cái tính năng giảm hú, chống hú nhé. Đây, ví dụ như micro chúng ta để ngang và chúng ta quay vậy. Tại vì cũng có nhiều khách hàng đến cửa hàng của mình và test thử vậy nè, đưa thẳng vậy. Thì đương nhiên nó sẽ hú mọi người. Còn nếu cái đó thì sẽ không dùng, chúng ta sử dụng thực tế. Quan trọng là cái micro này có thể hát thực tế, ví dụ mình để vậy. Alo 1 2 2. Mình để nó vậy. Mình hướng vào thì không sao. Nhưng mà nếu chúng ta cố tình đẩy như vậy thì nó sẽ hú. Còn để như vậy thì nó sẽ không hú. Nhưng mọi người xem nè. Nè, nó đang mở mic nha. Alo 1 2 2. Alo 1 2 2. Đấy. Như vậy cũng không hú. Nhưng mà chúng ta đẩy vậy thì nó sẽ hú. Chúng ta hát bình thường như vậy không hú. 1 2 2. Chúng ta ở xa chúng ta chỉ vào thì không sao. Alo 1 2 6 7. 6 7 8 9 10. Như vậy cũng không hú. Alo. Nhưng mà đỡ vậy hú. Đấy, ok. Rồi, một cái giá trị còn thêm rất là quan trọng mọi người. Nãy mình quên giới thiệu cho mọi người nhé. Ở đây là có cái thùng của nó, khi chúng ta đóng gửi thì cũng tương đối là an toàn mọi người. Đó, và đẹp nữa. Đây, chúng ta xem ngoại hình thùng mặt trước, mặt sau, mặt bên nè. Mình sẽ tắt.
tắt echo để reverb nha. 6, 7, 8. Âm lượng micro mình để, âm lượng micro để 50%, reverb để hướng 11, để hướng 1 giờ nhé. 1, 2, 6, 7. Alo. Rồi mình thử echo mọi người xem nè. Echo hướng 1 giờ tắt reverb. Alo, alo, alo. 1, 2, 6, 7. Tương đối đó mọi người. Alo, alo. 1, 2, 6, 7. Hiện tại mình đang tắt echo luôn mọi người. Mình sẽ hát thử qua cái loa này cho mọi người xem nhé. Cái giọng của mình nó rõ nha. Ok, khúc sau mình sẽ tăng echo lên chút nha. Mình sẽ hát cùng một bài. Qua bữa giờ mình hát qua ba loa. Mọi người nghe thử chức âm chiếc loa này nha. 6, 7, vô. Alo, 6, 7, cao. Nhiều lần thấy em khóc, khổ đau điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần lý do. Sao lúc này quan tâm lại cần lý do? Sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai, ngay cả khi em vui hay buồn anh đâu. Một người từng rất thương, nay đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là em nên dừng lại. Ok, hồi nãy thì mình khúc đầu mình để chỉ reverb đó mọi người. Và khúc sau lên điệp khúc mình phải để echo thôi, để cho mọi người biết là khi không có echo như thế nào, khi có echo như thế nào nha. Nãy giờ thì quý vị và các bạn đã xem qua video review về dòng loa KC-Box KC-135. Và sau đây là những lý do mà chúng ta nên mua dòng loa KC-Box KC-135 tại Gula. Đầu tiên là Gula đã là đại lý ủy quyền chính hãng của hãng KC-Box. Mọi người có thể xem giấy ủy quyền ở đây. Đó, và bên mình có đầy đủ những cái model của dòng loa KC-Box từ KC-135, 260, 260 Plus, 270, 279, 450, 350. Rất là đầy đủ model để chúng ta có thể lựa chọn. Thứ ba là Gula đã tặng cho chúng ta có một cái túi này rất là đẹp, trong nguyên bộ của nó để chúng ta có thể xách đem đi. Đó, về giá rất là tốt cho chúng ta luôn mọi người ha. Và cái điều quan trọng nhất là Gula miễn phí ship tận nơi trên toàn quốc. Nếu mọi người ở thành phố Hồ Chí Minh là Gula sẽ giao hàng trong ngày, còn nếu mọi người ở tỉnh thì Gula sẽ gửi hàng đến tận nơi cho chúng ta. Hàng tới nơi chúng ta được quyền mở ra, chúng ta kiểm tra, chúng ta test ok hết, chúng ta mới thanh toán. Chính sách bảo hành như sau tại Gula bên mình rất là khác biệt với những nơi khác mọi người nha. Trong vòng 30 ngày đầu tiên, nếu loa bị lỗi bất kỳ điều gì thì Gula sẽ một đổi một cho chúng ta. Nếu quý vị các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì Gula bên mình sẽ đến tận nơi một đổi một và đổi nguyên thùng nguyên kiện loa mới cho mọi người nhé. Và mọi người an tâm là đổi nguyên thùng nguyên kiện loa mới, chứ không đổi những loa đã qua sử dụng dù là một ngày. Đó là điều cam kết tại Gula bên mình. Đó, còn nếu quý vị các bạn ở tỉnh thì trong vòng 1 tháng đầu tiên nếu loa bị lỗi, phí gửi lên mà Gula gửi xuống, cửa hàng bên mình sẽ chịu hoàn toàn 100%. Và bên mình sẽ đổi cho mọi người nguyên thùng nguyên kiện loa mới. Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 12, nếu quý vị các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, Gula bên mình có người đến tận nơi bảo hành tận nhà cho chúng ta. Nếu quý vị và các bạn ở tỉnh thì mọi người gửi vào thì mọi người chịu phí, bên mình gửi ra bên mình sẽ chịu phí nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người buổi tối nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bye bye, xin chào và hẹn lại.